Ngôi nhà chung, chương trình truyền hình thực tế về 8 bạn trẻ tài năng và xinh đẹp với những cá tính, nhiều ngành nghề khác nhau cùng sống chung trong một ngôi nhà để tìm một nửa của mình. Trong số đó có một cặp đôi bí mật, họ sẽ phải che giấu mối quan hệ cho đến khi rời khỏi ngôi nhà chung. Nếu thành công, họ sẽ nhận được phần thưởng là chuyến du lịch nước ngoài dành cho hai người, nụ cười và nước mắt, tình bạn và tình yêu. Tất cả sẽ có trong ngôi nhà chung series 2, mời các bạn cùng theo dõi. Đinh Sang, 29 tuổi, hiện là nhân viên nhân sự ngân hàng, đã trải qua 3 mối tình. Lincoln, 27 tuổi, là MC được nhiều người biết đến, tham gia chương trình với mong muốn chữa chứng bệnh sợ yêu sau 3 mối tình không thành. Thanh Loan, 24 tuổi, đang là nhân viên tuyển dụng, đã trải qua 3 mối tình. Linh Miu, 24 tuổi, công việc chính là diễn viên tự do. Cô xuất hiện trong rất nhiều video clip có lượt xem cao được lan truyền trên các trang mạng. Quỳnh Hoa, 23 tuổi, hiện vừa kinh doanh bất động sản, vừa là chủ cơ sở trồng và kinh doanh rau sạch, đã trải qua một mối tình. Tấn Trân, 27 tuổi, vũ công popping, trưởng nhóm nhảy Outlaw Squad, vừa khởi nghiệp với công ty chuyên tuyển diễn viên cho các chương trình, đã trải qua 3 mối tình. Thiên Phong, 26 tuổi, công việc chính thức là dẫn chương trình và là tác giả sách, có 2 mối tình không thể quên. Kim Anh, nickname là Misoa, 26 tuổi, là MC và là một phi blogger chuyên về trang điểm, đã trải qua 4 mối tình. Ai thua, hết đất 50 cái. Cảm ơn TDS, cũng là TDS hả? Em với cậu này có gì không mà sẽ thấy quan tâm cậu dữ vậy? Sao không đăng ký tham gia em hỗn lắm đi sao biết? Những gương mặt của ngôi nhà chung đã lần lượt lộ diện. Ấn tượng đầu tiên cũng đã xuất hiện giữa bộ ba Sang, Lincoln và Hoa. Và một sự trùng hợp bất ngờ khi đôi bạn thân Thiên Phong và Misoa cùng tham gia chương trình. Sẽ còn những bất ngờ nào trong ngôi nhà chung? Mời các bạn cùng theo dõi. Sau bữa ăn trưa, Sang và Lincoln đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống Hoa về đến ngôi nhà chung. Đẩy vô, đẩy vô. À đây. Gái xinh, gái xinh. Em tên gì? Loan. Loan hả? Chị ơi. Loan. Chị xin năm bao nhiêu? Loan xin 93. 93? Em vẫn còn nhỏ. Bạn này tên Quỳnh Hoa. Em sinh năm 94. Năm 94. Bạn gì? Là người Pháp, tên là Lincoln. Bây giờ mình... Thôi vô nhà. Ở chị chưa để đồ luôn không? Ở chị cũng chưa biết luôn. Không, chị lên rồi mà nó nặng quá, chị đợi có bạn nào tới rồi. Này, đi 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 đi. Lincoln vẫn luôn là chàng trai Pháp đầy ga lăng. Vậy anh ấy thật là ga lăng. Và Sang cũng không chịu thua kém. Ủa, sao cho nổi? Chỉ mới vừa gặp mà bốn người như đã quen từ lâu lắm rồi. Em thú thật là ban nhà giúp cho 1,5 triệu để sinh hoạt, nhưng mà em với lại chị Minh Tây với lại Miu đã lỡ ăn hết 129.000 tiền visa rồi. Và hai người có vẻ rất là hối hận đúng không? Tối nhịn thôi. Tối nay chị sẽ ra một cái thông báo rộng rãi là có ai về quận nhất hay quận 3 cho chị quá gian. Chị về luôn. Có anh Sang nữa. Chơi luôn. Mới mình được kiểu. Ngồi sau xe anh phải ôm. Thôi thở đi anh đểu quá. Là tối em dán thông báo rộng rãi rồi có ai bớt đểu không? Có bộ ra phải kìm lại không? Điều rồi. Điều rồi. Điều rồi. Cái điều rồi, tức là con này có cái điều. Ghê quá. Vậy thôi. Thôi. Thôi nhưng mà cái từ điêu điêu của em là dễ thương á. Từ điểu của em có dễ thương không? Phủ luôn, không. Người ta đã cho cơ hội mà ấy này, không. Sang có quy định là ngồi sau mày ôm. Trai gái gì mày ôm hết. Anh đừng đi xe tụi em, tụi em có hay đọc báo người ta kêu là gái ngân hàng dễ không? Có nghe vụ đó không? Hình như em có đọc qua. Mà nhất là ngân hàng HD. Ủa chứ lý do tụi sao em đến đây không? Thì không phải có lý do hết chứ. Chứ đâu có ai rảnh mà sáng đi làm tối về xong rồi còn mò qua đây chơi đâu. Đúng rồi. Đúng rồi á. Ba con đã tìm hiểu nhau, anh đã xác định rồi. Cái này đúng kiểu là bệnh đề nhiều mới vô phỏng vấn nhưng mà anh ấy nhìn người rất là hay. Sáng giờ làm anh nhìn hai người rồi. Anh nhìn em sao? Ok không? Hơi dân gian. Chưa vậy, hai người rất hợp, rất là nhiều trùng điểm rồi. Trùng điểm, điểm trùng. Hồi đúng vui là giống nhau. Thôi cát kèo luôn. Từ lứa. Vậy thôi, anh tuyên bố bây giờ anh có đối tượng rồi nha. Hỏi kết nối. Vậy luôn. Em thích cùng người.
không không thích gì? Biết cùng cùng chung ngành đó. Em đừng nói dối, không có mắc được anh đâu. Hay là có khi nào anh ấy sẽ đổi nghề vì em, hiểu không? Hồi em sẽ đổi nghề vì anh ấy. Trong câu nói của em anh thể hiện lên cái sự không trung thực. Phù hợp với mẫu người mà Loan đang mong muốn nhất là anh Sang. Anh Sang thì có vẻ nam tính, trưởng thành. Và đặc biệt là giọng nói của anh Sang mình rất là thích, giọng nói là ấm. Để em kết tên em sao? Cái của Hoa Quỳnh đó đúng không? À, em có cái Facebook cũ, được. Trời sao ai đây cũng có mấy biết Facebook của em luôn hả? Biết chứ. Ông này cũng nguy hiểm thiệt ta. Chị biết là ông này vô đây như kiểu là quyết tâm phải tìm cho bằng được vì sao. Ông làm mọi cách để ông kiếm được thông tin hết rồi sao á. Nhiệm vụ tiếp theo là đi chợ cho bữa cơm chiều. Và các bạn đã phân công bằng cách quản tù tì. Chị em thắng nè. Em thua rồi. Rồi 1, 2, 3. Anh thắng. Là em trúng đổi anh. Cái gì? Anh làm cái gì để em bé nó sợ anh dữ vậy? Là sao, là em thắng hay thua? Thắng vậy là em mới ăn cặp cái gì? Rồi ok, ăn cặp. Thôi vậy thôi chứ làm gì đâu đỏ mặt. Hoa thì có vẻ là một người sống cũng rất là khác so với những bạn nữ khác. Bạn có vẻ là cũng theo như cái cách bạn chia sẻ, theo như cách nói của bạn thì bạn thấy bạn cũng ít tiếp xúc với mọi thứ xung quanh. Nói chuyện thì cũng dễ thương, dễ mến, cũng rất là vui vẻ. Vậy là Lincoln được phân công đi chợ cùng Loan. Đây có phải là cơ hội tốt cho hai người tìm hiểu nhau? Em đang có mong chờ một cái mẫu người nào không? Em á hả? Có. Trong những bạn sẽ xuất hiện. Em thích một người mà nhìn có vẻ hiền một chút. Nói sao ta, nói nó hơi sớt một chút là hơi ấm áp nè, rồi hiền nè, rồi chiều chuộng em. Em chỉ còn vậy thôi. Thì anh Sang phải là mẫu người của em không? Anh Sang hả? Em nghĩ là em sẽ là người không phù hợp với anh thì đúng hơn. Tại vì em không phải là mẫu con gái mà em phải là một người cá tính ở đây là ví dụ sao mà như là đánh thấp bản thân vậy? Không phải, tức là em là một người rất là thích sự ổn định á. Em công việc cuộc sống của em chỉ cần ổn định rồi nó cứ êm đềm trôi qua mỗi ngày như vậy thôi là em cần. Em thiên về gia đình hơn. Chứ em không phải là thuộc mẫu người con gái mà ví dụ thích phiêu lưu rồi thích đi đây đi đó hay gì đó. Nói chung là em không thích bất ngờ. Đúng rồi, em là người thích ổn định. Lúc mà đi với Loan ở trên xe đi mua đồ thì cũng thật ra là rung dữ lắm, gồng. Nghĩa là ở trên lúc quay thì không có rung, nhưng mà nghĩa là ở bên trong thì rất là sợ. Tại vì có nghĩa là tự nhiên lên một mình với một người không biết nói cái gì luôn. Nghĩa là tới cái lúc đó là mấy cái suy nghĩ đâu nó biến đâu hết, ngu, tự nhiên là ngu luôn. Cái là hỏi những cái mình hỏi ra cái mình thấy sao ngu quá vậy, thì hỏi đó ngu quá. Trong khi đó, ở nhà. Em là vào rồi đó, phải không? Vâng, em vào từ sáng. Cái anh đầu tiên ra mở cửa cho Miu là anh gì ta? Anh Sang. Anh ấy rất là kiểu người lớn, da dáng trưởng nhóm luôn. À, chào anh. Mình nhà chung Lab House. Kiểm tra coi đúng không? Thấy bức tường nhiều màu là căn nhà màu hồng là biết rồi. Chung của nhà anh tên gì ta? Là Phong. Dạ. Sang. Sang. Dạ, chào Sang. Vừa đúng lúc Lincoln và Loan về đến. Rung chuông. Đấy nữa. Chủ nhà ơi, mở cửa. À, bạn nói bạn mới á. Ừ. Có bạn mới. Rồi. Bên đây. Bên này. Hello. Hello bạn. Ủa vậy là tới rồi. Em đi tới chợ luôn. Hôm kia rồi. Hôm kia. Ủa sao hôm nay mới tới? Mọi người tới hôm kia hết rồi. Ủa có không? Đúng rồi. Tụi em quen nhau hết rồi. Em là Phong. Ok. Phong sinh năm bao nhiêu? 91. Ok. Mình sinh năm 90. Lincoln. Thành viên mới mang theo tin tức đáng chú ý. Trong nhà chung em
có quen một bạn nữ rồi. Dạ, dễ thương lắm. Ai vậy? Visoa. Visoa là ai? VJ của MTV. Sao toàn VJ không? Hẹn nhậu của em, trời không tin luôn. Hồi nãy hai đứa còn hẹn hò đi thu âm với nhau, cuối cùng là bên ban tổ chức đưa cái thư mời. Táo quả phát hiện ra hai đứa chương trình. Vậy là cái này là kiểu như là tự thú trước bình minh nè. Vậy là cặp này là cặp trong chương trình luôn rồi. Đâu có, bạn nhậu. Tự thú trước bình minh. Sao dễ thương. Sao tự khen nhau không mà? Có cái gì đâu. Kỳ kỳ á. Vô đây gặp bạn thì vui thôi. Cái này là giống như kiểu là tự thú trước khi bị phát giác nè. Không có. Cái này kỳ lắm luôn á. Không ai hỏi hết trơn á. Mà anh sinh năm bao nhiêu? 91. À, chị sinh năm 89. Rồi xin chị đi. Trẻ quá mà. Con gái lúc nào cũng vậy đó. Em xin tên nha, tên nha. Thôi chị luôn. Đã vô nhà. Chị có lên con luôn. Chị có lên con đó. Chị sao? Sao trẻ dữ vậy? Em từng có người yêu lớn hơn mình 6 tuổi đó. Vẫn phải xin em nói là người yêu thì khi nào người yêu thì em. Lỡ mình yêu nhau thì sao? Yêu nhau thì đổi. Khi nào yêu nhau thì đổi. Nó đổi. Ừ. Chị lại cho anh chừng 1 chứ. Mọi người nói giỡn, em sinh năm 93 á. Ông Liên con! Nãy giờ lầy vậy sao? Nó lên cái mặt này mà sao chị được? Mà 93 là 93 là già hả trẻ? Chú ảnh lại đi, bù lại hồi nãy giờ bao nhiêu tiếng kêu chị? Trời ơi, kêu chị ngon sớm luôn. Người mà khiến Loan cảm thấy ấn tượng nhất trong ngày hôm nay thì đó là anh Phong. Tại vì thật ra thì Loan cũng thích một chàng trai mà biết đánh đàn guitar, cũng như là một chàng trai mà liên quan đến văn chương, đọc sách thì Loan cũng rất là thích. Tại vì bản thân Loan cũng là một người rất thích đọc sách. Bây giờ thấy Phong tấn công quá cho nên anh nói thẳng luôn. Nói thẳng luôn. Là Loan là một đấm. Tại chứ là có gì né ra giùm anh. Ok. Chưa gì mà. Okay, không, em là cái người mà thích khó khăn á. Cái gì càng khó thì mình càng thích sấn vô. Hello em. Em là... Em tên Hoa ạ. Bắt tay cái nha. Đi đâu vậy? Hôm nay nó lẹ dữ ghê trời. Anh ở chung em Hoa qua hôm nay mà chưa bắt tay được lần nào luôn á. Ngủ hả? Gì vậy hả? Ngủ quá. Ngủ quá. Dạ, em tưởng là có cái chị nào. Người thứ tư là Misa, là bạn nhậu của anh. Cứ đi đâu cũng giới thiệu vậy ta. Tức là cái người thứ tư là quen với ông này. Ừ. Quen biết. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao lại giờ. Cái hôm nay hỏi, hôm nay khai trước vậy đó. Không, ý là bất ngờ, vui á. Thôi, vui. Chị Misa người yêu anh đâu? Ủa, chưa giới thiệu, đi toilet trước, xa xui. Ông này nói chuyện có duyên ghê luôn á. Hèn gì đi vô đây chơi cũng đúng, giờ này chưa có bồ. Thẩm Tử Sang lại làm cho mọi người hoang mang. Anh nghĩ tức là chúng ta mới quen nhau có một ngày thôi mà có thể nói nhau như vậy á. Em mới vô có một buổi thôi nha. Đúng rồi. Mình có thể nói chuyện thoải mái như vậy là cũng có vấn đề. Mà sao mới gặp nhau chúng ta đặt nhau vào vòng nghi vấn vậy? Tiếp tục đi. Giữa bầu không khí rộn ràng ấy, có một cặp đôi lặng lẽ trong bếp. Theo Loan nghĩ, đa phần các cô gái đều mong muốn tìm kiếm được một nửa của mình mà biết phụ giúp mình trong việc bếp núc, biết nấu ăn, rồi thích đi siêu thị, thích mua sắm đồ vật dụng trong gia đình. Cho nên Loan nghĩ là anh Lincoln là một hình mẫu chàng trai khá là lý tưởng đối với các cô gái hiện nay. Đối với Lincoln, Loan là một người rất là... Nếu đây là một người yêu thì nó sẽ hợp với Lincoln, nghĩa là Lincoln thích cái tính cách của người như vậy giống như Loan. Tại vì sao? Tại vì đôi lúc chơi thì Loan cũng chơi hết mình chứ không phải là sẽ sợ hoặc là bị giống như là rụt rè, nhưng mà cũng sẽ chơi hết mình. Còn cái lúc cần làm thì sẽ làm. Cho nên là trong thời gian này tóm tắt lại thì có tình cảm nhiều hơn một chút xíu nhiều hơn với Loan. Chàng trai cuối cùng đã đến, vừa kịp bữa cơm tối. Trời, coi kìa. Chào. Sao tới trễ vậy? Mình làm rồi hả? Em tên? Tên Trân. Trân, dạ. Trân sinh năm nhiêu Trân? 90. 90, à rồi, đúng rồi, kêu anh là đúng rồi đó. Anh Sang, anh tên Sang. Đây, ngồi bên đây nè.
Sao vậy, tự nhiên tạo cơ hội tình lịch với anh? Sao bên nữ? Sao tạo cơ hội cho tình lịch vậy? Chứ bên kia mất cân bằng quá. Bên mình mới ba người mà. Cái người bên kia để ngồi đây. Thôi ơi, thôi em mua bên mình. Thôi mình đổi chỗ ngồi đi nha. Thôi mình qua đi ngồi đi. Đi, ngồi đi ngồi. Vậy lúc nào mình đi ngồi hai anh qua đây hết luôn đi. À, mình qua đây nè, mình kẹp giữa ông đi. Đúng rồi. Rồi bây giờ có ăn không? Chúng ta. Gì vậy? Nước. Trời ơi, quên ly nước. Đúng rồi. Cơm ta nấu đã khô rồi, mong cho ta uống nước nữa. Bởi vậy. Em vô tâm dễ sợ. Đó, thấy chưa? Ghét thì nói cho. Tại sao giục đũa của người ta xuống? Từ lúc anh vàng lại tới cái thấy cái cô này cổ bối rối. Đúng rồi. Hình như là có cái gì đó nó không tự nhiên. Tại chuyện lại lúng cúng, đúng không? Đang định nói luôn. Đúng rồi. Có cái gì đó nó, có cái gì đó nó không có tự nhiên. Tại sao giục đũa của bạn xuống là sao? Cái lộn đũa cả nữa chứ. Bà anh cổ sao cũng rớt. Ra rồi. Mà ngồi rất là sát nhau hay chưa? Ra hết rồi. Chúng ta ngồi đây đã duyên nợ với nhau rồi. Lâu lâu em phải miệng con nào thế? Ơ, nghĩ câu đó hết trơn. Ha? Anh á. Thật ra là 10 ngày khó để có thể tiến tới mối quan hệ mà lâu dài. Anh phải sau đó. Với là anh cũng không có tin rồi mối quan hệ nó phát sinh trong 10 ngày. Ai mà vậy? Ai mà vậy? Thấy chưa, rửa chén kìa. Em nói rồi, đó. Là có cái con đó, có kế hoạch hết rồi. Nhà anh có mấy người? À, mẹ anh nè, anh gái anh, với em bé nhỏ nữa. Ừ, anh là cả. Với ba con chó một con mèo. Con kêu hoa. Nhà anh có mấy người? Anh có kêu hoa nữa. À, vậy hả? Đi giả vang. Anh biết năm bước rửa tay với Playboy không? Quảng cáo luôn hả? Có chương trình quảng cáo trong đây MC luôn hả? MC mà anh làm nhiều lắm. Có chừng bị bệnh nghề nghiệp nha. Có chừng bị bệnh nghề nghiệp nha anh đi con. Biết rồi. Anh tại vì anh cũng làm MC. MC mà. Ở đây là tay vết mạch rừng quá. Phải cẩn thận. Thì lý do là tại sao mấy bạn ra ngoài nói chuyện riêng á? Em chỉ hơi không thích cái việc mà hơi nói nhiều một chút của anh Phong. Là hơi nói hơi nhiều. Nhưng mà có lẽ là chưa tiếp xúc nhiều thì em sẽ chưa có biết rõ. Em sẽ đợi thời gian thêm. Đến gần khuya, thành viên nữ cuối cùng mới đến ngôi nhà chung. Xin chào mọi người. Đứng sức. Chào mọi người. Ajinomoto. Ajinomoto. Xin chào. Hai bác con. Hôm nay mọi người quen hết rồi, bây giờ có em là lạ thôi, em giới thiệu em. Đúng rồi, ai cũng biết về nhau rồi. Giới thiệu với tất cả mọi người trong nhà. Mình tên là, tên thật đó là Kim Anh. Còn nhưng mà mọi người trong gia đình với lại bạn bè thân thiết cũng như là công việc khi đi làm thì mọi người hay gọi là Mi Xoa. Mi Xoa. Mọi người hay gọi là Mi cũng được hoặc là Xoa cũng được. Để có miêu rồi. Xoa đi. Xoa đi, để có mi rồi, để có miêu rồi. Thôi cứ mi xoa đi cho dễ thương. Mi xoa. Nghe xoa xoa nó kỳ kỳ. Tại sao không làm mi xoa? Chỉ dạ dễ với anh chứ mi. Dạ cho nữa. Chỉ dạ dễ với anh chứ mi. Chỉ dạ. Sao ai cũng nói gì hết trơn. Dạ đó là tên của bà ngoại đặt từ hồi nhỏ đâu. Dạ xin lỗi ngoại. Mi xoa đặc biệt ấn tượng với lại anh Trân. Tại vì nhìn chắc là nhìn cái kiểu mà người hơi ốm ốm, da hơi ngâm ngâm mà có một cái nụ cười khá là tươi, cho nên là cảm thấy là nhìn bạn này cũng hay. Xa với Phong là tương đối thân ở ngoài. Trời ơi, bất ngờ lắm. Mà hai đứa bạn thân đăng ký thi một chương trình. Sao mọi người không thể biết Phong mà nói này chịu nhiều. Mọi người đang nghĩ Phong với Xa là một cặp kìa. Ok, hai thằng mình thân. Nhận luôn hả? Nhận luôn đi, cuối chương trình mình đi Singapore chơi mà. Misa hả? Misa cũng nằm trong cái tiếp phụ nữ mình thích. Như mình nói, mình thích phụ nữ tóc dài. Thích phụ nữ có chút cái sự mạnh mẽ và có sức chị chín chắn thì Misa có hết mấy điều này. Nhưng mà do chắc là không biết hên hay xui mà hai đứa quen trước rồi. Nên là thôi, để thời gian sắp tới nếu mà được chương trình tạo nhiều điều kiện nói chuyện riêng với nhau và nói chuyện theo kiểu là tìm hiểu chứ mà bông đùa như xưa nữa thì hy vọng rằng những cái hướng tiến triển nó sẽ khác so với xưa. Ủa Linh, cô là tên thật luôn hay là tên thật luôn?
Trần Gia Tự. Ủa, quốc tịch là người nước nào? Quốc tịch là người nước Pháp. Thích rồi đó, thích rồi đó. Xin lỗi. Để ý thì thấy Lincoln cũng rất là kiểu cũng có một cái nét rất là hay. Tại vì tóc bạn đó xoăn xoăn bồng bồng. Em có một cái tật là em sẽ để ý những cái nhỏ nhỏ. Tại em quen với cái cách quan sát rồi. Em nói chuyện nhưng mà em sẽ quan sát. Thì ra thấy phụ nữ nào cũng hay để ý với cái nhỏ nhỏ đó. Thật ra là không cần phải cái gì quá cao sang nào em thích đâu. Chỉ một cái nhỏ rồi đó mà em thích là em thích là... Trong nhà chung thì có mấy nhỏ mà em thích chưa? Có ai trong nhà chung thì có mấy nhỏ mà em thích chưa? Có ai trong nhà chung thì có mấy nhỏ mà em thích chưa? Có ai trong nhà chung thì có mấy nhỏ mà em thích chưa? Có ai trong nhà chung thì có mấy nhỏ mà em thích chưa? Có ai trong nhà chung thì có mấy nhỏ mà em thích chưa? Có ai trong nhà chung thì có mấy nhỏ mà em thích chưa? Có ai trong nhà chung thì có mấy nhỏ mà em thích chưa? Có ai trong nhà chung thì có mấy nhỏ mà em thích chưa? Có ai trong nhà chung thì có mấy nhỏ mà em thích chưa? Có ai trong nhà chung thì có mấy nhỏ mà em thích chưa? Có ai trong nhà chung thì có mấy nhỏ mà em thích chưa? Có ai trong nhà ch
tìm hiểu nhiều hơn về anh Lincoln. Tại vì em có ấn tượng khá tốt về anh, cảm thấy anh có một cái gì đó rất là chu đáo và ấm áp. Em thấy anh biết quan tâm từng cái nhỏ. Ví dụ như là khi em đi xe thì anh mở cửa xe cho em một cái hành động rất là ga lăng. Nấu ăn thì anh sẽ quan tâm xem là đang còn thiếu cái gì, đem đến cho tất cả mọi người luôn. Anh quan tâm cho tất cả mọi người chứ không phải là riêng đặc biệt một ai. Cái điều đó rất là khó người có thể làm được, mà anh ấy rất là sạch sẽ. Trong ngôi nhà chung, Phong và Xoa thân với nhau nhất vì đã quen biết từ trước. Ê, vậy sẽ yêu nhau ta? Mở vậy cơ, đi. Tự nhiên bữa không nói. Đêm đã khuya, có ba chàng trai vẫn thức để làm một món quà cho các bạn nữ vào sáng mai. Một buổi sáng đến với ngôi nhà chung. Có ba mũi qua mình mũi cắn không vậy? Có, nhưng có mấy con mũi bay bay ở trong. Thôi, cắn rét, cắn lên tới chân mặt trên đây luôn. Em, mười mũi đúng không? Đếm 1, 2, 3 đi. Mày cứ đếm đi. Đếm 1, 2, 3 đi. Mày cứ đếm đi. Cái gì vậy? 3. Rồi, xài tối xài. Này là hôm qua anh mua tại vì nghĩ chỗ này có mũi tao mới đi mua. Cái này là vô tình bạn cần anh đưa. Sáng nay My Xoa sẽ bắt đầu chuyến đi công tác kéo dài 2 ngày và đã có người sẵn sàng chở cô đến điểm hẹn. Cảm giác chở con gái ngầu quá. Bye Lĩnh, bye Bông. Hóa ra hai người này đã từng có duyên gặp nhau. Anh nhìn em là anh biết em hồi đó em thi cái HPT đó. Ôi đúng không? Anh nhìn anh nhớ rồi, thôi con bé thì quen rồi. Ủa sao mày xin biết? Anh có theo dõi chương trình đó hồi đó anh có diễn cái đó mà. Anh là bên nhóm nhảy, hồi xưa là nhóm nhảy diễn cái đó. Rồi. Ủa mà sao em bị vô chương trình vậy? Kiểu hả, cũng rảnh quá, không có gì làm, người yêu cũng có thôi hả, tham gia cũng được. Kể đâu hơn không? Nhưng không có được người yêu thì có bạn nhậu cũng được. Ông Hoàng Phong cũng nói em với Misa là bạn nhậu của nhau, gì ghê vậy? Em mới quen nhau là đi nhậu cùng nhau. Vào giờ nghỉ trưa hôm ấy, Lincoln đứng chờ sẵn ngay trước chỗ làm của Loan. Đã qua thời gian nhiều hơn cho với Loan, thì nghĩa là bạn đó là cái bạn có chia sẻ một cái phần đi nấu ăn. Thì nếu không phải tình yêu thì có thể là tìm kiếm được một cái tình bạn rất là, có thể nói rất là tốt. Cho nên là trong thời gian này, tóm tắt lại thì có tình cảm nhiều hơn, một chút xíu nhiều hơn với Loan. Đi đâu qua đây đây? Anh chút xíu nữa phải hẹn đạo diễn mà chương trình cho biết là em cũng làm ở gần đây. À. Nên qua rủ anh ăn. Tôi có bộ bảo hiểm không? À, không, em có không? Không. Có. Lincoln đã bất ngờ phát hiện ra một bí mật của Loan. À, bạn hoa khôi duyên dáng, đúng không? Biết luôn. Bạn hoa khôi duyên dáng đúng không? Anh đừng có coi cái hình hồi đó, ghê lắm. Em thích em hồi đó hay thích em bây giờ? Em hả? À. Bây giờ chứ. Bây giờ vừa xinh vừa giỏi. Vừa xinh vừa giỏi. Vừa tự tin. Phần tự tin nó tăng lên này nọ đúng không? Rồi, vậy trong nhà chung mình thấy tính cách của những anh nào như thế nào tốt nhất, thích nhất hoặc là... Tốt nhất hả? Không phải tốt nhất mà, em thấy kiểu... Xa ca nhất hả? Không, ấn tượng đó. Ấn tượng hả? Thì đương nhiên là ấn tượng với anh nhất rồi. Không tại rồi, vì
Em thấy ai mà đàn ông mà vô nấu cơm là em ấn tượng à? Không, không phải em nữa. Con gái ai cũng vậy hết. Cái đó anh chỉ phụ bếp thôi chứ không đâu nấu cơm đâu. Hử? Anh phụ bếp thôi, nấu cơm thôi. Ít ra thì cũng là phụ bếp đúng không? Thường đàn ông cơm. Họ rất là ít khi như vậy. Vậy nếu qua những cái gì em để ý hoặc là quan sát đó, anh muốn thử biết coi em quan sát được cái gì vậy không? Khi mà nhìn lướt qua thì mọi người suy nghĩ, tức là mọi người nhiều khi là bị nhìn cái nghề nghiệp, suy nghĩ con người đó là như thế nào luôn. Ví dụ mọi người thấy anh là một là mặc định luôn à. Mọi người thấy anh là một MC hay là một hay lên truyền hình nhiều thì suy nghĩ anh phải là một người rất là hoạt náo, nói nhiều, vui vẻ, vui tươi gì đó, vân 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 vân. Nhưng mà em thấy anh là một người trầm tính. Vậy cái đó là nó tích cực hay là nó... Đối với em nha, đối với mẫu người mà em thích thì cái đó là điều tích cực đối với em. Còn em không biết đối với người khác thì như thế nào. Tại vì em thích mẫu người đàn ông trầm tính thôi. Em nhận ra được điều đó là hay. Khám phá Đài Loan là tìm được những cái rất là đúng về Lincoln. Có nghĩa là Loan có nói là mình nghĩ là Lincoln là một người trầm tính thì ra rất là đúng. Thật ra rất ít người thấy được cái đó, có nghĩa là phải tiếp xúc một thời gian cũng khá là lâu với Lincoln thì mới thể biết được. Mà trong khi đây Loan thì đã trong 2 ngày thì có thể nhận ra cái đó. Bình thường không đi ăn với anh em sẽ ăn ngủ rồi đó. Hả? Ngủ trưa hả? Đúng rồi. Tính nữa là từ 1 giờ tới 2 giờ là mắt em nó sẽ không mở lên được. Chưa sao? Tất cả là do anh. Ủa không đáng sao? Đáng. Ăn ngon mà. Hối hận hả? Bình thường buổi trưa là em đi ăn cơm bình dân không à. Tại vì xung quanh nó chỉ có cơm bình dân thôi. Ăn có hết có 20. Tưởng là, nhưng mà nghe có vẻ rất là trắc móc. Kiểu tại anh ngủ được đó, tại anh là sẽ chấm ăn. Sao có em để dậy ngủ sớm hơn. Lincoln là một người đàn ông rất là hiểu tâm lý của phụ nữ. Rất là tinh tế và nhẹ nhàng. Lincoln bị một cái là những cái mối tình trước là giống như là bị cũng hơi tổn thương một chút. Cho nên là cũng có một cái phần là có một cái cửa mình vẫn giữ chặt lại, vẫn chưa dám mở ra hoàn toàn. Cảm giác với Loan lại cao hơn những người khác trong thời điểm này. Những cảm tình đầu tiên đã nảy nở trong ngôi nhà chung, Sang và Miu thì chưa có biểu hiện gì mới. Hoa đang hướng về chàng trai ga lăng Lincoln, còn Lincoln thì chú ý đến Loan vì cái nhìn tinh tế của cô, trong khi Loan lại ấn tượng với Phong. Phong thì để ý đến cô bạn thân Misoa, Misoa thì lại ấn tượng với Trân, anh chàng đa tài. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón xem tập 3.